Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho những anh em nào mới mới chơi hoặc là mới làm quen đối với cái tựa game Naruto Mobi này. Thì cái việc tiên quyết đầu tiên đó là anh em phải có acquy chat hoặc là QQ nha. Thì mấy cái này thì nó đã nói chung thì cái group Facebook á, của cái group Naruto Online Mobi mà mình tạo đó, thì tại vì lúc trước là có mấy ông vô quét, mà vô quét xong là đem đi bán nên sau này mình cũng cấm kiểu xin mã quét đó nè. Thì cái đó thì anh em có thể liên hệ mua rồi gì đó, rồi tìm mấy group khác. Nói chung là tại vì hồi xưa là có nhiều ông vô xin quét xong cái mình cũng làm một cái bài cho mấy ông vô quét, quét xong cái ông đem bán. Nói chung là mình cũng cấm cái việc đó nè nha anh em, nên anh em hạn chế vô trong cái group đó xin mã quét. Ok, mua bán thì thoải mái nha nè, mua bán thì trong đó thoải mái, còn quét thì mình cấm. Ok, đầu tiên đó là về cái việc có ạc thì anh em mới có thể chơi, còn xong đó thì anh em tải có ạc rồi anh em tải game về thôi. Game này là của Trung Quốc, của gọi là game mượt, được mua bản quyền nha anh em, được mua bản quyền bởi nhớ là nó là công ty Tencent á, công ty 10 xu á. Là nói chung là game này là game có bản quyền, gọi là game Naruto Online, Naruto trên điện thoại là gọi là chính thức anh em. Ok rồi. À, sơ qua thì game này sẽ theo cái dạng đối kháng nha nè, đối kháng 1-1. Và ở giai đoạn đầu á thì anh em lưu ý đó là có sẽ có những cái event để mà anh em cày ninja. Thì đầu tiên đó là về event Itachi. Ở đây thì tại vì cái arc này nó qua rồi, đợi tí nữa mình sẽ lock vô một cái server khác là mình nó sẽ hiện cho anh em. Đầu tiên đó là mình sẽ nói đó là event con đê đây này, rất là nhiều anh em hỏi làm sao để mà cày được Jiraiya trang phục. Thì anh em bấm vô đây này nha nha anh em. Thì anh em để ý ở dưới này, 0 trên 6.000 này. Sau khi mà anh em đã cày được 6.000 điểm thì cái này là mỗi tuần là mình nhớ đâu đó cày được một 1.500, 1.500 điểm là tầm 1 tháng. Sau khi mà anh em chơi 1 tháng thì sẽ mở, bắt buộc là anh em phải cày đủ 6.000 điểm nha anh em thì nó mới mở cho anh em cày cái này. Thì sau khi mà cày được 6.000 điểm thì nó sẽ mở cái mình này, và anh em chỉ việc đăng nhập là anh em sẽ nhận được cả skin lẫn ninja. Thì Jiraiya đây là ninja nha anh em, ninja dạng cóc, Jiraiya dạng cóc. Còn cái này là cái skin lễ hội, mọi người hay gọi là skin lễ hội đó. Thì anh em cũng có thể sử dụng vàng để mua điểm nữa, nhưng mà tốt nhất là nên cày thôi, cày cỡ 1 tháng nha anh em. Ok, đó là về con đê này. Anh em vẫn có, anh em cày xong thì 6.000 thì anh em sẽ nhận được luôn con đê A này. Rồi tiếp đến là về Minato. Minato thì cũng sẽ tương tự như vậy. Minato thì cái event nó sẽ thời thời gian của nó là tới tháng 5 nha nè, nên anh em lưu ý ở cái chỗ là nó anh em cố gắng cày càng sớm càng tốt, tại vì event này mà để cày được luôn hết ninja là cũng phải cỡ tháng hơn á, gần 2 tháng đó. Thì về cái hoạt động anh em cày sau thì anh em cái này vô là đăng nhập là có rồi. Đây nè anh em để ý nè, cái điểm này thì mỗi tuần là nó sẽ reset lại, và cứ 300 điểm là anh em sẽ có thể lựa chọn. Thì đầu tiên bắt buộc là anh em phải lựa chọn ninja nha, ninja Minato. Sau khi mà anh em có ninja Minato rồi anh em sẽ lựa chọn skin đấy. Thì con ninja nó chỉ hoạt động, chỉ có thể mặc skin khi mà anh em đã có ninja rồi. Còn nếu mà anh em vô anh em lấy cái skin trước á, mà anh em không có ninja thì anh em sẽ không thể sử dụng được nha anh em. Nên anh em lưu ý cái này là làm 200 điểm hoạt động nè, rồi đăng nhập 2 lần, rồi đăng nhập 2 ngày, rồi nhận 2 lần thể lực. Nói chung là làm rất là dễ, anh em chỉ cần vô làm mỗi tuần là dư nha anh em, không có hề khó luôn. Thì ở đây là 3 tuần là anh em sẽ nhận được một ninja Minato. Nhớ chọn Minato trước nha, đối với những anh em mà nào mà chưa có Minato thì bắt buộc là phải chọn Minato nha anh em. Minato ở trên đây này đấy. Còn cái skin Minato cửu vĩ là nó chỉ là skin thôi, nên không có ninja thì anh em sẽ không thể sử dụng được. Rồi này thì tầm một tuần là anh em phải cày khoảng cỡ, đây là 500 điểm, một tuần cày được 100 điểm 5 tuần nha anh em. Bắt buộc là phải cỡ 5 tuần. 5 tuần thì anh em sẽ cày được Minato. Hạn thời gian là tới ngày 24 tháng 5 là nó sẽ kết thúc event. Rồi. Nói chung là rất là dễ dàng luôn. Ok, mình sẽ lock ra cái ạc này. Mình sẽ vào ạc server mới và hướng dẫn luôn cái mình Itachi cho anh em. Sau đó thì mình sẽ nói một số về cái gameplay. Một vài cái skill phụ ở đây mình cũng có mượn được cái acc khá là VIP của Mr. Oshin. Mr. Oshin. Đấy, thì cái nãy là tại vì là
Nó có server mới nha, nó server cũ rồi, cái đó là server cũ. Bây giờ nếu mà anh em cái này nó thì game Nam Mobi nó đang có cái event đó là người chơi cũ trở lại. Thì khi mà anh em nào mà đã chơi game này đó, khi mà quay trở lại thì sẽ có một cái phần quà rất là lớn luôn. Ok, đây mình sẽ vô server mới nha anh em. Server mới thì nó mới có cái hiện cái event server lần đầu chơi. Nó sẽ có cái event Itachi, Itachi Akatsuki. Thì Itachi Akatsuki thì nó sẽ có thời hạn trong vòng khoảng 9 ngày để mà cày. Đây. Đây nha anh em, thì bắt buộc là anh em phải cày khoảng 800 điểm. Thì cái này á anh em lưu ý giúp mình đó là ngày thứ năm, ngày thứ sáu gì đó thì anh em sẽ nó sẽ có một cái nhiệm vụ đó là quay trục vàng, nhưng mà không cần nha anh em. Tại vì khi mà anh em cày tới ngày thứ 9 là đảm bảo là dư, nếu mà anh em cày những cái hoạt động thì mình sẽ giới thiệu sau. Đây. Thì cái này là event Itachi nó sẽ mở 9 ngày, 9 ngày là nó sẽ kết thúc. Ok. Rồi. Mình sẽ nói một số cái về thì event nào cũng vậy thôi. Nào thì cũng vậy thôi nha anh em. Thì nó sẽ có một số cái giống như là ví dụ mình có mượn được cái ạc của bạn Hùng. Nói chung là ạc này khá là VIP. Và anh em lưu ý là trò chơi này nó sẽ có một vài cái cơ chế mà anh em, đối với những anh em nào chưa biết thì đây mình sẽ nói một số cái cơ chế cho anh em. Đầu tiên đó là về cái skill phụ. Skill phụ là cái nó ở bên đây này nè, anh em bấm vô này. Thì có đối với những con nào mà nó có những cái giống như Minato, giống mình sẽ nói Minato cửu vĩ nha nè. Thì Minato cửu vĩ á, khi mà anh em sử dụng cái skill đỏ này, cái skill đây thì nó sẽ chuyển nha nè, nó sẽ chuyển thành cái phản đam này. Đấy, anh em thấy không? Một số con nha, ta sẵn tiện đây mình sẽ nói luôn một số con mà mình biết. Chỉ có nói chung là ạc mình thì không có nha nè, ạc mình không có mấy này nè, phải mượn Itachi là anh em sẽ xài cái skill tím. Đây. Thì nó sẽ chuyển thành cái con mắt đấy. Rồi na na tiên nhân na cửu vĩ đây thì em sẽ xài, anh em sẽ xài cái vàng đây thì nó sẽ chuyển thành cái nộ lên này. Cái nộ này mình gặp mấy ông đánh kinh khủng anh em ạ. À, ông nộ lên là hất tung luôn đấy, rất là kinh nha anh em. Rồi thêm ví dụ như cụ nhất, khi mà anh em cầm cái trói gỗ thì nó sẽ chuyển thành minh thần môn luôn anh em. Đấy, rất là hay. Thì chỉ có một số con nào mà mặc định nha nè, mặc định là nó thiết kế thì nó mới có thôi. Rồi Obito trắng thì sẽ là cái mình nhớ là cái màu trắng anh em ạ. À, rồi cái màu trắng đây nè thì nó sẽ ra cái quạt thì phải. Đã, không phải à? Rồi em mình nhớ là hình như là màu đỏ, màu đỏ hả ta, lâu quá. Con Obito trắng này mình lúc trước mình có chơi nhưng mà sau này không có. Đây cái quạt y như của Minato luôn. Đấy thì anh em thấy khi mà màu đỏ, cái màu đỏ xài của Minato ra cái Kobito cũng là thuộc dạng phản đao luôn nha nè. Đấy. Rồi còn con nào nữa ta? Hình như là hết rồi nè. Còn rất là nhiều con nữa nhưng mà nói chung thì một số con thì nó sẽ có những cái skill riêng nhất thôi. Rồi, chẳng hạn như bây giờ nếu mà mình chuyển qua con khác là cái skill nó sẽ không không như vậy nha anh em. Đây ví dụ như mình sẽ chuyển sang Obito đây. Đấy thì nó hiện là màu đỏ. Ok, đó là về sơ về cái skill phụ. Thì skill phụ trong game này thì nó sẽ có một số cái như là dụ như những cái nào mà thấy mạnh nhất á, là mình thấy là cái phản cái này là cái kháng cái gì quên, phá kháng đúng rồi. Cái phá kháng này thì cái phá kháng này nếu mà anh em nào mà chơi hay á, thì anh em có thể sử dụng. Thì cái phá kháng này cái phạm vi hoạt động của nó rất là ok, và khi mà nó những con mà cầm bá thể thì nó sẽ phá được cái bá thể nha này. Thì cái bá thể là nói chung là miễn CC khá là bá đấy. Rồi mà cái bá thể nó rất là khó cày luôn. Ui, idol cường, idol hùng đã cày được level 10 luôn rồi. Rồi tiếp đến là cái bá thể này mà. Cái bá thể thì anh em mặc lên là anh em gọi là không bị những cái hiệu ứng bình thường anh em ạ. Ví dụ như mình sẽ thử nha, mình để con Obito này đánh này. Giờ mình bật cái bá thể lên này. Đấy, thấy anh em không? Không bị nha anh em. Đấy. Thì khi mà cái bá thể này nó sẽ tính theo level nha anh em. Ví dụ mà anh em level càng cao thì thời gian hiệu lực của nó càng lớn. Rồi những con bé thì triệu hồi nó ra thôi, cũng không có gì cả. Đấy, một skill một con ninja thì chỉ gắn được với một skill phụ thôi, nhưng mà bé thì một ninja có thể sử dụng cả ba con bé lận lận luôn nha anh em. Đấy. Ok. Rồi nói thêm một số cái skill phụ mạnh nữa là cái sát đây. Cái sát này, cái sát thì anh em nào chưa biết thì nó sẽ khi mà anh em bị đánh trói gỗ anh em đấy này.
anh em con đi ra Obito đánh này đấy. Thì khi mà nó gỗ anh em sẽ nhắn giữ, anh em đang bị cái địch nó tấn công đâu, anh em nhắn giữ này đấy, thì nó sẽ triệu hồi một tia sét xuống đấy, ok chưa. Rồi đó là về cái sét này mình thấy cũng khá là hay, và phạm vi hoạt động của nó sẽ cũng rất là ngon nếu mà anh em chủ động. Rồi tiếp đến là cái lửa, cái lửa đây thì mình cũng mới biết thôi, mình cũng mới được, nói chung là nó sẽ tính theo cái điểm năng lượng mà anh em sử dụng tuyệt chiêu, anh em càng sử dụng nhiều á thì nó lại tích càng nhiều lửa anh em ạ. Mình sẽ thử đổi sang con Mizu nha, không biết là ai đồ hùng có con Mizu mũ chưa, mà không có anh em đấy thì skill mà nó gọi là nó sẽ kiểu tích cho anh em, nó tích năng lượng, nói chung là đánh một hồi là khi mà anh em xài á, thì nó bắn rất là nhiều anh em đấy nè, lại nó tích năng lượng tích lại, và khi mà cái skill này nó năng lượng nó ở mức cao nhất á, thì nó sẽ bắn gọi là bắn nửa map luôn á đấy, được không đấy. Khi mà nó còn khi mà nó ít nên nó gọi là, nói chung là nó sẽ phụ thuộc vào cái mức năng lượng á, nó có một cái điểm năng lượng riêng. Ok rồi mình sẽ vô, nói chung thì trò này thì anh em bắt buộc là phải đánh nhiều thôi, còn ở giai đoạn đầu á thì mình nghĩ là anh em nên chơi những con ninja nào mà nó thuận tay á, chẳng hạn như mấy con Itachi đó nè, thì Itachi đầu tiên đầu 7 ngày là anh em đã cày được, 7 đến 8 ngày là anh em đã cày được Itachi rồi nha anh em. Ok, thì sau khi cái lock cái ạc của mình vô thì nhận một số phần thưởng và mình sẽ nói thêm về một số cách mà anh em có thể cày trong tựa game này nha anh em. Thì đầu tiên đó là về cái quan trọng nhất, đó chính là cái vàng. Thì cái vàng thì anh em sẽ có ví dụ này, đây nó sẽ có cái phần thưởng mỗi ngày nha anh em, mỗi ngày thì anh em hoạt động cày hoạt động đây thì anh em sẽ được 60 vàng, thì mỗi ngày được 60 vàng thì một tuần đâu đó anh em sẽ cày được khoảng cỡ bao nhiêu nhỉ, 420 đúng không, 420 vàng. Rồi mình sẽ coi cái này là cái gì, cái này là cái skill phụ. Ok ok thì mình đã nói tới cái chỗ mà anh em cày cách cày vàng đúng không, thì cái cày vàng thì mỗi ngày anh em sẽ cày được 60 vàng ở trong cái thanh nhiệm vụ đây. Rồi thêm một cái đó là anh em sẽ đánh map đúng không, đánh map này, đánh map thì khi mà ví dụ như đánh được cái map này thì sẽ được thêm tặng 700 vàng đấy ở điểm cuối nha nè. Thì cái map trong đây thì khá là dễ thôi, đủ lực chiến là đánh được à, với lại nó cũng không có đòi hỏi, có những cái map mà nó sẽ bắt buộc là anh em phải sử dụng con ninja nó đưa ra thì anh em mới có thể chiến thắng được đấy, còn không thì rất là khó luôn. Rồi nên nói chung là cái việc mà đánh map thì đơn giản như này không nói. Rồi ngoài ra thì anh em có thể nạp thẻ tháng, thẻ tháng thì anh em sẽ được thêm vàng và một ít gọi là thể lực, nói chung là cũng khá là ngon. Còn mỗi người thì sẽ có mỗi cái cách chơi riêng, nói chung thì mình cũng không khuyến khích nạp, nhưng mà khi mà anh em nạp thì anh em sẽ dễ thở hơn xíu, còn mà không nạp thì giai đoạn đầu sẽ khá là cực đấy, nhưng mà cực xíu cũng không có gì cả nha anh em. Rồi đây ví dụ mà nạp 50 tệ thì sẽ được 160 vàng mỗi ngày, rồi hình như là được con ninja mới luôn thì phải, đấy Asuma. Rồi nãy đang nói về cái giai đoạn đầu á, thì cái việc cày vàng là anh em sẽ có rồi đi băng chiến đó nha anh em, thì anh em có thể vào đây anh em kiểm tra này, nó sẽ có cái lịch ngay chỗ đây này anh em, đấy lịch ngay chỗ đây băng chiến này, đấy mai 23 ha, 23 có băng chiến nữa. Nói chung thì anh em bấm vô đây anh em coi cái lịch này, ví dụ như 20 giờ đến 21 giờ 40 á, là nó sẽ trừ đi 1 tiếng của Việt Nam, có nghĩa là 7 giờ tối Việt Nam nha anh em, 19 giờ đấy, cái này thì cũng tương tự thôi. Ok nên có thể vào đây tra cái lịch băng chiến. Rồi hình như mình nhớ là có một cái gì đó gọi là để kiểm tra xem vàng á thì phải, đây đây đấy, nó sẽ có rất là nhiều cách để mà nói chung là anh em có thể kiểm tra được mình sẽ cày được đến mốc nào nha anh em, đấy nó sẽ có rất là nhiều đây, ví dụ chữ chữ X đây là dấu chữ V đây là đã cày được rồi, này là VIP 12 VIP và VIP kinh khủng nha, VIP 15 kinh khủng đấy, nói chung là anh em có thể vào đây anh em kiểm tra này, này thì mình vẫn chưa đạt được, đây mới được cái này. Ok rồi
Về cái phần lực chiến thì mình nghĩ là cũng nên cài từ từ, này là 47, nếu mà mình cài được 50 ninja nữa thì mình sẽ nhận được thêm một ít vàng nữa. Đấy, thì cái vàng là nó để làm gì, thì thứ nhất là anh em có thể mua ninja, thì bữa mình cũng có làm một cái video hướng dẫn đó, thì khi mà anh em VIP 1 á thì anh em có thể mua bất kỳ con ninja nào trong shop nó để luôn nha này. Đấy, thì nếu mà mua trong đây thì khoảng ninja S thì sẽ khoảng khoảng tầm 65k vàng một con, khá là chát. Còn ninja A thì tầm 20k, S thì tầm 65k. Ok, nói chung là mua cũng khá là chát á, nên anh em nên để đợi event á. Còn mua thì không nên đâu, không nên mua trong đây, trừ khi nào mà anh em thích quá rồi thì có thể mua. Chứ mình nghĩ là nên đợi event, những event cũ. Nhưng mà anh em mời anh em bây giờ anh em có xả vàng anh em mua thì tới khi nó ra event thì cũng bây giờ bao nhiêu thôi. Rồi. Rồi cái một cái đó là có nghĩa là một cái là quay trục. Thì cái quay trục đây thì anh em sẽ mua, có thể mua bằng vàng nha. Thì ninja ví dụ Sasuke đây thì mình sẽ tốn tầm hơn 300 trục, cho nó 320 trục là mình đủ Sasuke S trên nhà này thì mình in luôn. Còn nếu mà chơi chơi theo đúng sách giáo khoa là chỉ quay 100 trục thôi, và khi nào mà ra event thì mới quay. Đấy, thì mình cũng chơi cái kiểu bình thường thôi. Ok, phán phán anh em ơi. Sẵn đây thì sẽ nói chung thì đây mình cũng có một vài con ninh, thì mình sẽ xài cái phá kháng, mà cái phá kháng của mình thì nó khá là gọi là nó không có được lâu quá nè. Nó cảm giác thì cái phá kháng này nó level cấp của mình nó còn thấp á, nó chỉ được hình như tầm 3 giây thôi. Còn có những cái phá kháng mà mấy ông mình coi trên Billy rồi đó, phá kháng của ông tới 5-6 giây lâu vãi chưởng à. Cảm giác mấy ông đó cầm cái phá kháng vô là bật cái phá kháng là lực vãi chưởng anh em ạ. Đấy. Ok. Ui, đâu rồi? Cái này không né được anh em ơi. Cái chiêu bắt của Minato đây là không né được nha. Rồi. Ok. Phá mũi kinh quá anh em ơi. Quá, không bắt được anh em. Ok. Chưa đi được anh em. Ok, thì nếu mà anh em cùng quy chat thì có thể giao lưu văn hóa với nhau được nha anh em. Mà trò này thì minh mạnh thì minh dễ dễ win hơn, còn mà minh yếu hiếp ấy, thì nói chung thì nó cũng kia lắm. Ấy em cũng thua nhỉ, té té luôn, té té nè mày. Rồi em dính kìa. Ấy rồi, cái lửa này nó không hút lại nha, cái lửa có nhiều cái lửa của Madara hút lại khó chịu lắm. Dính rồi, dính rồi. Nhận đam luôn nè, cái tham rồi. Ok, vừa đủ đam anh em ơi. Thì cái con Sasuke này khi mà anh em nâng cấp dạng một á thì tốn một mana, anh em nhấn chiêu 2, chiêu 1 chiêu 2 gì cũng được, xong anh em nhấn Inti là nó sẽ nâng cấp nha anh em. Nhưng mà nâng cấp dạng 2 là tốn 2 mana, mà không có mana thì vẫn nâng cấp được, nhưng mà khi mà anh em hết gỗ thì cũng hơi. Vết máu luôn kìa nè. Ta 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 nè.
Ui, cái đỡ đỡ Sasuno là giảm sát thương nhưng mà không có giảm sát thương hết được nha đâu, giảm một phần thôi. Nhưng mà bị mấy cái phóng túng thôi thì nó cũng phải bắn hẹo lắm. Ok, cái phá kháng này thì cái phá kháng thì nó rất là công dụng. Đã tay là mà. Ok, có nghĩa tầm xa thôi. Ấy. Đấy thì cái phá kháng nó sẽ phá kháng không đủ tầm rồi. Đủ tầm thì nó sẽ phá cái bá thể đó. Rồi, ta té nè mày. Ui. Ui, vừa đủ tầm ghê nè mày. Vẫn bóp được phải đó thì hay. Ta té là hồi chiêu, nói chung là anh em chơi anh em phải canh khi mà anh em còn gỗ đó nha nè. Thì một cái lưu ý nữa là Sasuke này anh em không cần phải đổi dạng làm gì cả nha anh em. Dính rồi nè, dính rồi, quay nồi rồi. Nói chung là nhưng mà không chết quay nồi còn muốn chấm máu anh em ạ. Ok, để mình sẽ thử test ra, mình thả thả con bé ra nè, thả nó hồi lại kìa, nó một chấm máu nhưng nó hồi lại, thả thả con bé ra nè, con bé ra nè tầm nó xa đó. Đây 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 ấy, ủa bé mà té qua đây là phân làm té qua đây là. Nhưng mà như anh em lại máu thì cũng không cần lao vào làm gì hết, nhưng cứ đứng để đợi thôi đi, hết sao là win. Chắc là đang canh cái kunai, chắc là đang canh kunai đó nè. Ây da, lại hồi chiêu anh em ơi. Đấy, lên tí nữa kìa, kinh quá em ơi. Nãy nhưng mà cái khúc này không không thoát được nha, cái khúc nãy á, nhưng mà thôi kệ. Anh Tây kìa, mình kinh giấy. Rồi, rồi, rồi. Ơi. Đó mình anh Tây anh em ơi. Ok, thì đến vui vẻ, giao lưu với ngói vui vẻ thôi nha nên. Nhưng mà cái con vô đề lục này vẫn mạnh lắm anh em. Nhưng mà cảm giác là chơi trò này mà quan điểm cá nhân của mình thì có bạn bè chơi mới vui, chứ mà đánh đánh một mình thì cũng nhanh chán lắm. Đánh một mình là một hồi anh em có thể vào group Facebook ở dưới mô tả, thì anh em vào đó anh em kết bạn, nếu mà WeChat thì vào WeChat kết bạn là có thể solo với nhau, giao lưu văn hóa với nhau được. Còn Android hay iOS thì không sao cả. Đấy, mì dù này khá là kinh này mà. Vì đi ra đấy, nói chung ạc này thì mình cũng cũng không có nhiều ninh. Cạc của Mr. Oshin bên này là mới nhiều anh em ạ. Đấy. Mr. Oshin này thì nên Vivo đánh không biết ngán luôn á. Đấy, nhưng mà mỗi ninh thì nó sẽ có mỗi cái kỹ năng riêng và nó cũng rất là mạnh. Nói chung trò này nó không có phân biệt ninh. Ninh nào cũng có thể trong tay nhà anh em chơi thì hiểu là vẫn có thể căng 3, căng 4, căng căng 1, căng 2, căng 3 được nha anh em. Ok. Leo lên, leo lên, leo lên. Ấy, nó mất rồi. Hết chiêu rồi thì mày. Ok, thế thế thế. Ấy, đánh quá tầm anh à, vẫn dính kìa, vẫn tung lên được kìa, nó bái chữ vậy. Ui, vẫn thanh tung lên được kìa, cái tầm cái này nó kìa nè, cái tầm của con Sasuke này dài quá. Bật bá thể lên nha nè. Khi mà anh em như mình thấp máu hơn rồi. Cái tầm của con Sasuke này, cái chiêu của cái đổi lúc mà đổi dạng á, nó vẫn gây sát thương nha nè, Sasuke S á, cái đổi dạng thì nó vẫn gây sát thương. Ok. Hết chiêu rồi. Hết chiêu rồi. Đọc Sasuno lên đây. Đấy.
ấy ơi, tội chết rồi, lửa đang đốt chết rồi anh em. Hay nha, lửa đang nhiều khi nó mạnh lắm anh em. Nhưng mà Sasuke A đây thì cảm nhận, mình cảm nhận là đánh lối đánh nó dễ hơn, lối đánh nó dễ chơi hơn là con S, nó đơn giản. Lúc nước xíu nha nè, kỹ năng rồi đó. Rồi mình giữ chiêu anh em ạ. Ui, ai nổi lướt nhanh thế. Là tao là mày. Ôi, lắc lắc lắc. Ui, tao mắc rồi. Ai nổi vậy? Đây 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 đây. Ừ, giờ không đủ đau rồi, còn tham, không đủ tham mà còn tham là mới win nó lên. Mấy nước. Ok. Ông chủ anh cầm hồ mana đấy chứ, vậy mới để ý anh em ơi. Nhưng mà Sasuke công nhận một được. Nhưng mà nói chung là cũng phải đánh nhiều. Ui trời ơi, anh bay vô luôn rồi đấy. Ui, để coi anh combo có hụt không. Đấy, anh combo hụt rồi, phải chữ nhé. Ok. Cái nào cũng như ok ok ok. Combo. Mình lắc lắc này. Mình thấy lắc không? À, chiêu luôn rồi. Ta ta này mà. Anh vô anh lao vô kinh quá này mà. Ok, chắc là anh sẽ bật bá thể chứ rồi. Anh phán anh sẽ bật bá thể trước rồi. Đại 5回戦 戦闘 開始. Rồi, phải màu lên em. Ok ok. Thì mắt gỗ là rất là vãi nồi nha em. Mắt gỗ là bị, nếu mà combo mà có những con ví dụ như Tiki nữa thì hơi khó mà để combo nó không rất đắt thôi. Nhưng mà Minato này thì anh em chỉ việc bấm nút giữ đánh tay là được rồi, không bao giờ rớt, cam đoan luôn. Anh em cứ bấm giữ một nút đánh tay là không bao giờ rớt nha em. Anh đi. Ừ, cái tiền này cũng khá là cảm giác là khá là rõ nên nó bay, nói chung là khoảng nào nó cũng bay được hết đấy. Lúc trước mình tưởng cái tưởng vô đây là nó nhốt là không bay ra được, nhưng mà sau khi đánh là bay vô nó vẫn bay ra được bình thường nha nè, rất là rõ luôn. Nhưng mà skill thì ngon, skill thì nó combo nó đam nó to nè, combo nhiều dạng ngon lắm đấy. Ok rồi đấy, thì anh em thấy cứ nói chung là anh Pháo thì cũng là anh em trong group Facebook thôi, thì anh em vô đó giao lưu vui vẻ nha anh em. Ok thì đến rank thì mình cũng đã đánh được tầm đánh Kage rồi, thì rank này thì nó cũng không có đòi hỏi kỹ năng nhiều, anh em cứ spam vô đánh mid là win thôi. Rồi còn một cái nữa đó là về cái việc cải ninh ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều cơ chế nha nè, và anh em để ý nè. Thì khi mà anh em cày cái này là cái công phu này nó giống như là Fuego này, nó giống như là Itachi Anbu ấy. Đây thì hai mùa thì anh em sẽ cày được một con đó nha anh em. Đây này Itachi rồi. Đây thì con Itachi này thì anh em hai mùa rank thì anh em sẽ cày được, có nghĩa là 2 tháng đó. Còn Sambu đây thì mình đăng nhập nhận lúc sự kiện Tết. Đấy, mỗi con này nó có sẽ mỗi có mỗi cơ chế riêng thôi. Rồi. Về cái phần battle pass đây thì anh em lưu ý đó là
À, một cái lưu ý nữa là anh em nếu mà anh em không nạp á thì anh em tất nhiên là không cài được bất kỳ một cái mảnh nào của con Linh trong đấy nha anh em. Không nạp và bát á, không mở bát á, thì sẽ không, nó sẽ anh em sẽ chỉ được cái dòng trend thôi. Nó khác với lại Naruto Online. Còn khi mà anh em đã nạp rồi thì anh em nó sẽ có hai gói, một gói 25 tệ và một gói 98. Thì gói 25 thì anh em sẽ cài tới full được khoảng cỡ 100 đâu đó là khoảng cỡ 150 level này. 150 hay 140 gì đó. Thì sau khi 160 150 160 level vậy đó, thì sau khi mà anh em cài được tới đó thì bắt buộc là anh em phải mua cấp thì trong đây đấy. Còn nếu mà anh em nạp cái gói 198 á, nó có 25 tệ thì chỉ cài được nạp gói 25 á thì nó sẽ không có cho anh em 40 cấp, mà nạp gói 198 thì nó sẽ cộng cho anh em 40 cấp nữa. Thì khi mà nạp anh em nạp 198 thì anh em sẽ cài đủ một con Linh luôn, còn nạp 25 thì chỉ được 80 75 mảnh gì đó thôi, rồi nên bắt buộc là phải sử dụng nọc để vô đem mua đấy. Vậy đó là tùy mỗi người thôi. Ở đây thì mình kinh tế hạn chế nên mình chỉ nạp gói 25 tệ thôi, nếu không lấy đủ thì thôi, cái đó thì có thể đầu tư thêm ít tiền mua ngọc. Ngọc đây thì nạp bằng kia nha, nạp bằng tệ. Rồi một cái lưu ý là cái việc mà nên cài cái skill phụ á, thì nãy mình cũng có nói là skill phụ và nó sẽ theo thời, ví dụ như ở đây có cấp 2 này là chỉ có cái bá thể của mình là level 2 thì chỉ có 3,2 giây thôi, còn của anh của Idol Hùng á, của Idol Hùng á thì anh em sẽ vô mình check cho anh em xem. Nghĩ sao Idol Hùng đây 11 triệu lực chiến đài của Idol Hùng level 10 thì sẽ tới 5 giây, có nghĩa là gấp đôi của mình anh em ạ. Đài của mình chỉ có 3,2 thôi. Đâu, 3,2 của Idol Hùng là 5 giây. Nói chung là hơn mấy giây rất là kinh khủng anh em ạ. Rồi, mỗi cái thì nó sẽ có, nói chung là chỉ có cái bá thể rất là quan trọng rồi, thêm cái này, cái phá kháng này thì coi nó có khác biệt gì không. 307 này là 355 gây đam, nói chung là hay gì mình coi trên Billy mấy ông phá kháng một cái chính ngạch của mình phá kháng không chết anh em ạ. Đúng là ở ngoài này có Idol Hùng này. Nói chung là skill càng xịn, càng cấp càng cao thì nó là càng xịn anh em ạ. Đấy, nói chung là anh em phải cày cái này thì nó sẽ có một cái event, đó là cái này. Cái này này thì bắt buộc là anh em phải vô anh em đánh rồi. Đấy, và cái thứ hai đó là anh em đánh rank thôi. Bắt buộc là phải đánh lên rank ít nhất là rank Anbu nha anh em, rank Anbu để mà nhận quà. Nhận được trục này và nhận thêm cái skill phụ nữa. Đấy, skill phụ này. Bắt buộc nha anh em, bắt buộc là phải đánh rank. Rồi còn khi mà anh em đánh thường á, đánh thường thì mỗi ngày anh em đánh một trận là được rồi. Đánh anh em thấy mà vô mà đánh toàn thua không, mấy tuần này đánh kinh lắm anh em. Đấy thì đánh một trận là anh em sẽ win là được. Đây mình sẽ thử đánh một trận luôn nha anh em. Mà có lắc không vậy ta, mà lắc phải chướng à, sao thua quá chứ. Đấy ok rồi, đánh nó trận này nữa thì game nó chỉ có vậy thôi nha anh em. Ừ, tắt cái này, tắt cái của Idol Hùng anh em ơi. Trụ Minato. Minato còn có cả Naruto nữa chứ. Ok. Minato là Minato cửu vĩ. Minato cửu vĩ thì anh em cứ vô anh em cày là được rồi. Một tuần cày được 100 điểm. 5 tuần là đủ. Đủ cả Minato với lại skin luôn. Thì skin để bắt buộc là anh em phải vô bật thì nó mới ra nha. Rồi dính rồi nè. Ừ, dám một cái lấy hụt kia đó. Ủa này sẽ bát luôn á, bát trước nhé. Nó muốn kinh với anh em. Mà con bác này không nhận vãi chưởng thì ok, ai nào đánh mình đánh gà vậy này mà gặp na vàng nó chắc nó múa cho tắt thở. Cho nó lắc luôn rồi hả? Ủa nó ao luôn rồi anh em. Ok. Thì na vàng kia thì vẫn mạnh hơn. Na vàng kia thì nó
sẽ cảm giác thì nó sẽ bá đạo hơn. Đấy thì anh em đánh trận win là được 30 vàng. Ok. Thì đây thì mà anh em có Minato đúng không? Minato hoặc là cơ bản á, lúc đầu thì nó sẽ là như này nha anh em. Lúc đầu thì nó sẽ là như này. Khi mà anh em mà không chọn anh em bắt buộc phải vô này. Vô bấm vô trong cái skin, rồi anh em bấm vô đây thì nó mới ra skin nha. Minato cũng tương tự vậy. Đấy. Minato lúc đầu là như vậy. Thì anh em bấm vô này. Bấm vô chọn Minato. Rồi anh em chọn skin. Đấy. Ok. Thì Minato thì mình cũng có nói rồi. Con Minato này thì nó một cái là nói chung mình sẽ sẵn đây thì mình sẽ hướng dẫn một một vài cái mẹo mà mình chơi Minato này. Minato này chơi cả gần 500 trận rồi nè, hơn 500 trận rồi. Ok. Đây. Thì có rất nhiều cách mà sử dụng skill phụ với Minato này. Minato này thì anh em có thể sử dụng cái thứ nhất nếu mà anh em tự tin đó thì xài cái phát kháng, chả cần lấy cái này làm gì cả. Đấy, xài cái phát kháng cho mình luôn, tại vì cái phát kháng nó rất là mạnh, nhiều con mà nó vô nó cầm bá thể là anh em không làm ăn được gì nó luôn. Đối với Minato này á, thì cái skill mà bắt của nó khi mà đổi dạng thì nó mới gọi là không bắt, là nó gọi là nó ăn cả bá khá kháng luôn cái này này. Đấy, cái này này, cái bắt đây này này. Đấy, cái bắt đây mà khi nào nó bắt được á là không thể nào mà phá kháng. Phá kháng là coi như là vô dụng với nó luôn nha anh em. Cái bá thể chứ lộn, cái bá thể. Đấy thì cái phá kháng này nó lợi hại là nó ăn được cái bá thể rồi nó còn rất là nhiều công dụng nữa. Đây chẳng hạn như hồi nãy mình có sử dụng trong trận đấu đó thì khi mà anh em xài phá kháng. Nếu mà anh em canh thăm binh đúng thì vẫn có thể ngon lắm. Còn đối với mình á thì anh em làm mà pro rồi thì có thể là lấy phá kháng hoặc là bá thể, còn mình thì mình xài cái này để ra skill phụ. Cái thứ nhất đó là về, tại vì cũng khá là gọi là mình có Sasuke A rồi, Sasuke A thì mình đánh thuận tay hơn, nhưng mà nên mình sẽ lấy cái phá kháng đó, còn Minato thì mình sẽ để dành lấy cái này. Đấy rồi, đầu tiên đó là về Minato này, anh em sẽ lưu ý là Minato Vũ Vĩ là vào trận là nó cứ vào trận là nó sẽ phóng cho anh em một kunai, và cái kunai ở dưới đây này, kunai này anh em thấy không, cái kunai này nó sẽ tồn tại cho đến khi hết trận luôn nha anh em. Qua vòng hoặc là anh em đánh bại Sasuke này qua tới thằng Naruto gì đó thì nó mới chuyển thôi, còn vừa vào trận là anh em sẽ nhận được một kunai này để hết trận luôn. Đấy, và anh em lưu ý thì cũng không cần phải sử dụng kunai này quá nhiều, làm việc cái chiêu một chiêu hai của nó, chiêu hai cắm kunai xuống đất này. Đấy, mình thì mình sẽ sử dụng cái chiêu Tà La này nhiều hơn, mình sẽ reset lại nha, reset lại để mà nó reset kunai, chứ mà để nó kunai đây thì đấy, chỉ cần một kunai thôi nè, chỉ cần một kunai thôi là được rồi, không cần hai kunai làm gì cả. Đấy, anh em lưu ý này, thì do là mình sẽ đổi cái sang cái dạng Tà La và cũng không cần phải chuyển lại kunai làm gì cả. Anh em lưu ý là vừa vô anh em có thể sử dụng một combo đầu tiên đó là anh em sẽ Tà La, anh em sẽ chạy xuống góc lên trên hoặc là đánh tay giữ đối phương nghĩa là xong, anh em Tà La về rồi. Cái này là do nó còn cái Tà La đây nè, để mình phải thoát ra nha này, thoát ra để nó reset lại cái Tà La, cái kunai đó. Không cần anh em không cần phải đặt thêm kunai làm gì nữa cả, không cần phải đặt lên kunai làm gì cả, anh em chỉ cần một cái kunai mặc định đó là được rồi. Nói chung là vừa vô là anh em chuyển sẵn sẵn luôn cái này cho mình rồi, anh em cứ để vậy mà anh em chơi. Đấy thì anh em vô anh em đánh này, anh em có thể vô anh em nhớ chiêu nó nha, vừa vào trận là kunai là xong, anh em sẽ nhớ chiêu nó hoặc là chạy lên góc, rồi anh em sẽ cái combo thứ nhất á, thì anh em sẽ xuống Tà La xuống này phóng kunai. Đấy, nếu mà không trúng anh em có thể Tà La về, sau đó anh em đổi sang cái, anh em phải làm nhanh một xíu nha, thì nó sẽ là ra cái bắt đó, còn không thì nó sẽ chậm thì nó sẽ ra hai là Rasengan, double Rasengan. Ok, cái thứ hai đó là về cái đánh tay, thì nếu mà gặp những con Itachi rồi, những con mà không có không cứng nữa trừ con Sasuke đây á, thì dụ như gặp con Sasuke S đây này, Sasuke A đây này, thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái để mình sẽ coi, mình nhớ cái chiêu một của nó ở đây đúng không, mình sẽ nè mình ví dụ như đối với mấy con này nó vừa vô nó hay spam với chiêu một lắm, ở chiêu hai lộn, chiêu hai nó đợi hồi cái này cái ok, lại nha nè. Ok, đây chiêu hai nó nè, thì đối với những con mà nó có chiêu tầm xa như này thì mình sẽ sử dụng cái này,
thì nó sẽ phản lại cho con Sasuke này, anh thấy không? Cái này rất là, nói chung là phải canh nữa nha, là phải canh đúng thông minh, hoặc là ví dụ như là Itachi đấy, Itachi như là C1 như vậy đấy. Đấy là cái này là hắc tung nha anh em, nó sẽ có hai dạng, một dạng là ví dụ này, ví dụ là C2 này, C2 là đấy, là nó sẽ phản sát thương của con này lại, phản cái sát thương. Còn ví dụ như C1 á thì nó sẽ là Minato sẽ lao tới đấy. Đấy anh em sẽ lưu ý là sẽ có hai dạng đó nha anh em. Rồi về cái combo á, thì lưu ý là cái đòn đánh tay của Minato rất là đặc biệt, anh em sẽ đánh này, anh em sẽ có thể di chuyển, nói chung là đừng có mà lúc nào cũng điều hướng một hướng vậy, nó sẽ rất là bị động, anh em có thể điều hướng đấy, anh em thấy không? Lúc mà không chắc, mình cũng không chắc là đánh trúng mục tiêu, nhưng mà anh em có thể gọi là điều hướng để cái câu chiêu của địch đấy. Và cái nắm tay của Minato này gọi là không, rất là khó rớt, từ khi mà anh em múa qua múa lại, khi mà anh em đã cảm nhận được là nó hết gỗ rồi, nó trong CD gỗ, thì anh em có thể, một là anh em có thể đánh như này, đánh giữ đánh tay đấy, khi mà nó thoát gỗ ra em có thể lại, nhưng mà cái lúc này thì hơi khó nha nè, tại vì khi mà em đánh bay lên vậy á, đánh bay lên vậy á thì nó sẽ gọi là nó thoát gỗ ra thì nó sẽ đứng ở bên cạnh anh em á, thì anh em sẽ rất là khó mà tà la đi được, bởi vì cái lúc tà la thì nó chỉ ở dưới đất vậy thôi, dưới đất mới tà la được nha nè, dưới đất này lúc nó phải nên đấy, thấy không? Rồi còn cái dạng thứ hai là anh em sẽ đánh như này đấy, đấy anh em thấy không? Đấy anh em sẽ đánh điều hướng đó, nó rất là chung chóng mặt bọn nó luôn, đánh như vậy thì bọn nó sẽ rất là chóng mặt đấy, và bọn nó sẽ kiểu không biết hướng của anh em là đánh hướng nào cả, thành ra thì nó nói chung là mỗi người sẽ có một cách đánh tường của Minato này khác nhau. Rồi cách nào mà anh em đánh cảm giác hiệu quả là có thể thoát ra được thì ngon. À, thêm một cái nữa là một cái combo đó với Minato này, anh em lưu ý này, cái tà la này không đơn thuần là nó sẽ chỉ là tà la đâu, mà nó còn gây sát thương anh em đâu đấy, và anh em có thể kết hợp này, chẳng hạn như này, mình sẽ phóng kết hợp cho anh em xem một cái combo đam rất là to, phóng con này trước tại là đấy, đam rất là to nha nè đấy, thì nói chung là nếu mà anh em đã tự tin rồi thì anh em sẽ combo như vậy thì nó rất đam rất là to, còn mà chẳng hạn như thế này đấy đấy, anh em thấy đam nó sẽ bé hơn một xíu, bởi vì cái lúc mà nó, nói chung là sẽ đánh con Itachi này tới gần đấy, nãy anh em canh cái lúc nó tới Kura, nói chung là đánh nhiều cũng được nha anh em, chứ nhưng mà mới chơi thì cũng hơi cực đấy. Đấy phải thêm một lần nữa, nói chung là khi này mình đánh với mấy con này tập luyện như này thì nên cứ thoải mái thôi, tập luyện thoải mái vô đánh thường ăn hành bài trận là có lên cơ thôi. Rồi và một cái nữa là khi mà anh em phản đam được á thì nó sẽ vẫn cộng năng lượng cho anh em nha, anh em để ý này. Đây đấy, anh em để ý cái thanh phản đam này, khi mà nó phản được á, chiêu này rất là hay, khi mà nó phản được nó sẽ cộng cho anh em năng lượng này. Để mình sẽ đây chiêu này đúng không, chiêu một đúng không, đấy thấy không, lúc này thì anh em không cần phải tà la luôn là rất là ngon rồi, không cần phải tà la mà anh em đã có chuyển nhận được bộ là Sengai. Còn cái mà combo cơ bản thì tất nhiên là một tà la này, một phản phản được một lần thì nó sẽ thêm một thanh năng lượng, tà la được một cái là thêm một thanh nữa, rồi tà la hai cái là sẽ hai thanh nha nè. Thì đối với một thanh á, thì chuyển thành lại như này đấy, hai thanh á, thì nó sẽ rộng hơn, nhưng mà cái này thì nó sẽ vẫn bị ngắt được anh em, nói chung là cái này phải nổi lắm. Rồi còn mà vừa vô anh em có thể phóng nhanh luôn cũng được đấy, hoặc là nhắn giữ thì nó sẽ bay lên đầu, nhưng mà bay lên đầu thì dễ bị bay màu hơn, tại vì bay lên đầu thì nó mất bọn nó thoát gỗ ra dễ hơn đấy. Thì anh em không nhất thiết là phải vào trận, là vừa vào trận là phải dày rồi dày làm gì cả đấy, nói chung là anh em có thể tùy múa combo, mỗi combo mà anh em thích, anh em có thể đi tới đây rồi canh bọn nó, anh em phóng kunai này xong anh em tài lai về đấy, nên nói chung là cái này rất nhiều combo mà anh em tập luyện mình thì chỉ biết bao nhiêu thôi. Rồi tiếp đến là cái một cái con tướng quốc dân nữa là con Itachi này. Itachi này thì anh em chỉ lấy cái dư chấn này cho mình, tại vì cái dư chấn này rất là thời gian hồi của nó rất là nhanh. Đây dư chấn này thì khi mà anh em canh, anh em đã chơi được cái tầm mắt con Itachi này, anh em canh thì
nó sẽ nó nhiều chiêu lắm nha anh em để ý nè, thì mình sẽ vô mình sẽ xài cho anh em xem để em xài xài tí. Đấy, từ 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 đấy anh em thấy không, anh em thấy không, khi mà anh em xài dưa trắng nè, ví dụ mà mình xài không xài dưa trắng này, đấy hắc tung đúng không, nhưng mà nếu mà mình canh được cái thông minh của cái con này xài dưa trắng á, cái canh con này Itachi, cái tên mình địch nó sẽ chỉ chiếu mình xài dưa trắng này, đấy là mình sẽ không bị hắc tung nhưng mà vẫn nhận một lượng sát thương nha anh em, nhưng mà lượng sát thương nó thì cũng khá khá vẫn chấp nhận được. Đấy, cái dưa trắng này hồi rất là nhanh, 10 giây thôi, rất là hợp lý cho Itachi luôn, mà Itachi nó đánh tay nó đánh rất là dễ rớt. Đấy, nếu mà hết chiêu á, nếu có chiêu thì không nói gì, nhưng mà khi hết chiêu á thì anh em sẽ nhắn dưa trắng hấp không là đánh tiếp. Đấy, rất là hợp lý luôn. Rồi, rất là hay, cái dưa trắng này rất là phù hợp cho Itachi. Còn nếu mà anh em nào mà muốn chơi gỗ thì vẫn được, gỗ thì thuộc dạng combo tới chết anh em, một gỗ là đóng cọc tới chết. Đây, đóng gỗ vô thì nó sẽ gây thêm sát thương nữa. Đấy, đóng gỗ nè, đóng gỗ được là nó một phát là bay màu anh em, thành ti luôn. Ok rồi. Nếu mà anh em nào mà có con Asuma đây cũng vậy, Asuma này thì nó thuộc dạng hình ti của nó, xong nó có hậu anh em, hình ti xong vẫn xài được, gọi là hình ti xong rồi múa tiếp cũng được, mà con này đổi hướng hình ti được chưa phải. Đấy, đấy hình ti xong anh em thổi lửa được. Nói chung là Asuma này cũng rất là ngon, anh em nào mà chưa có nhìn ninja thì sử dụng Asuma. Rồi tiếp đến là một cái con mình muốn nói đó là Mizu anh em. Mizu đệ lục này thì anh em nghĩ là anh em nên xài cái lửa này. Thì cái lửa này nó sẽ có một cái công dụng là nó tích, nãy mình có nói đúng không? Đấy, anh em lưới này, con Mizu này nó sẽ có, bữa mình sẽ nói lại con Mizu này. Rồi, ok. Đầu tiên đó là về cái chiêu của con Mizu này thì anh em có thể thấy là nó sẽ có một cái dạng gập kiếm, là khi anh em sử dụng hai chiêu này, nó sẽ gập kiếm, và trong cái thời gian mà nó gập kiếm á, thì nó sẽ có một cái khoảng mà để né chiêu nha này, rất là hay. Nó giống như là cái chiêu phụ vậy, nói chung xài đúng là né được hết chiêu luôn, rất là hay. Đấy, và cái khi mà nó gập kiếm anh em sẽ có, nó sẽ có ba dạng. Dạng thứ nhất là anh em nhắn giữ nè, chém. Đấy, cái chiêu này nó sẽ có CD, và khi mà anh em chém là nó sẽ bọc ra hai cái kiếm nha nè. Rồi, cái dạng thứ hai này. Dạng thứ hai là anh em nhắn một nút thôi, nhắn một lần. Đấy, còn cái dạng thứ ba là nó sẽ quay người nha. Nói chung là cái dạng này khá là mình xài phổ biến nhất, là anh em nhắn đánh tay cộng với chiêu. Đấy, ok rồi, thì đó là về dạng đại kiếm. Tiếp đến là hai chiêu của nó. Hai chiêu này thì đơn giản thôi, một chiêu là bay lên không trung này, đấy, còn một chiêu là thuộc dạng cắt cổ anh em ạ. Đây, không phải là cắt cổ nhưng mà nó bắt kinh lắm, con này bắt kinh lắm anh em. Đấy, đấy, nó cắt dài nha này. Rồi thì làm sao ngoài việc mà khi mà anh em gọi là khi mà nó làm sao để gập kiếm khi đang xài chiêu, thì khi anh em xài chiêu hai này, xài chiêu một xong nhắn giữ chiêu, nhắn thêm chiêu hai nữa thì nó sẽ gập kiếm lại. Đấy, ok rồi. Hoặc là chiêu xài chiêu hai xong xài chiêu, nói chung là cái chiêu thứ nhất á, là anh em có thể gập kiếm lại nha. Này anh em nhắn giữ, đấy, nhắn giữ xong anh em gập, nhắn hai nút là nó sẽ gập kiếm lại thôi. Rồi khi mà gập, cái dạng đánh tay của con này thì cũng khá là khó rớt nha nè. Ví dụ này đánh rất là khó rớt luôn, thằng nhắn là đánh không thể nào rớt được luôn. Rồi đây là đánh ở dạng hai kiếm, đánh ở dạng gập kiếm này. Dạng gập kiếm thì nó sẽ có gập kiếm thì anh em nhắn lên thì nó sẽ có một lần lướt nha. Đấy, nó dùng gập kiếm là bá đạo. Rồi đánh tay này, đấy, khi mà cái là thóc gỗ ra thì nên dài thôi. Đấy, mình chạy, nói chung là con này nếu mà chơi kỹ năng của nó gọi là khá là noble anh em, khá là gọi là bắt dễ, nói chung là không có phức tạp, hiểu được là con này chơi rất là kinh. Nói chung là rồi cái đốm lửa này thì khi mà nó thóc gỗ ra anh em, đấy, cái lửa nó bắn kinh khủng chưa. Thì chiêu của con này thì ở dạng ở như này nha anh em, ở như này thì vẫn có thể thoát được, nhưng mà nó đã vô trong đây là không thể thoát được nha anh em, thấy cái bóng này. Đấy, ok, thì đó là tất cả chia sẻ của mình về trò Nanico Mobile này cho những anh em nào lần đầu lần quen với trò này. Còn việc kèn thì anh em bắt buộc là phải đầu tư rất là nhiều thời gian và công sức nữa. Dùng S này mà chơi 3 tháng, đi cho nó 3 tháng thì mình được 3 con S.
2. Ngoài con F và bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con A và 3 con F. Thì đánh lành thì mình sẽ sử dụng xuyên suốt là bộ 3 này. Đấy, bộ 3 này ít bị cấm nhất. Còn nếu mà bị cấm, nếu mà không cấm Sasuke thì bỏ Sasuke cho đấm thôi em. Đấy, Sasuke gánh mình lên trên Kage rất là đơn giản luôn. Nên coi, đấy. Chơi 500 trận với là Minato không ít trường hợp mà nó gọi là còn mình khấn thiệt, trường hợp nó cùi lắm, nó cấm Minato thôi nên mình nói thiệt, thà cấm mấy con Sasuke gì không nói, nhưng mà cấm Minato là Minato Edo thì không nói nha em, nhưng mà cấm con Minato này là mình thua, nó là bị tâm lý rồi, nó còn nào mà cấm Minato này vô anh em cứ mạnh dạn BK giữ vô đấy. Rồi còn việc cày nên thì em cứ cày từ từ hết, cày lực chiến thì mình cũng có một cái video nói về lực chiến riêng rồi đúng không? Đấy, còn về ninja thì em cứ cày từ từ là được. Bây giờ tháng 3 là nó sẽ ra Neji qua 4. Thì chắc là mình sẽ skip thôi. Mình đợi hẳn con S tiếp theo là mình ai nên em ạ. Ví dụ để mình sẽ coi bây giờ là mình đang có 11k đâu, mình sẽ coi được bao nhiêu trục. Được 71 trục, cho nó 70 trục đi. Cho nó 70 trục nha anh em. Là bây giờ mình đã được khoảng 90 trục. 87 trục. 87 trục là rank, rank của mình thì anh em bắt buộc là phải đánh rank nha, đánh rank thì nó mới cho thêm trục nữa. Đây này. Đánh rank thì mình sẽ được thêm bao nhiêu trục đây. Rồi. Đánh rank thì sẽ được rank Kage thì sẽ được 15 trục nữa. Đấy, là được 100 trục, 105 trục rồi anh em, mà mới tháng 3, tháng 5 mới ra Nin. Thì tầm đó mình cày tới khoảng tháng 5 là mình cho nó khoảng 300 trục đi. Mình mới lấy Sasuke luôn mà, mới lấy Sasuke được tháng chứ mấy. Đấy. Rồi à, in tiếp con S nữa nè. A thì không ghiền lắm. Nói thật, nếu mà Neji thì mình có thể bỏ luôn cũng được, khỏi lấy. Nhưng mà anh em lưu ý là không có phải là bỏ là không lấy được đâu nha anh em coi nè. Mình chỉ quay mình banner Sasuke thôi mà anh em coi nè. Dư 15 mảnh. Nói chung là có thể chơi quay INS cũng được không sao cả. À, nếu mà INS thì banner A bỏ nha anh em. Ok thì mỗi người sẽ có một cách chơi, chơi riêng thôi. Mình thì cũng là mờ thôi nên hướng dẫn được bao nhiêu cái kinh nghiệm thì mình chia sẻ bao nhiêu thôi. Nếu mà sai sót thì mong mọi người thông cảm. Đấy. Rank thì cứ này thì cứ up, ưu tiên up mấy cái này để cho nó lên thôi. Còn map thì đây mình đánh cái map cho anh em xem. Đơn giản lắm, map mà này cầm Sasuke vô hoặc là không thể cản phá anh em ạ. Nên nói thiệt Sasuke đánh đi lúc cầm Sasuke S đi vô đánh rất là khỏe. Mà Sasuke S này thì khi mà ra bên Daisy thì vẫn có thể quay được nha nè. Đấy, được không? Không cần nâng cấp anh em. Đấy. Thôi nhưng mà cái kìa combo hơi rõ rồi nè, đợi cho nó ra đây cái. Rồi. Từ sau đó. Combo bán chữ vậy. Ok nhưng mà đánh dễ mà coi vậy nè. Làm nữa. Rất là khỏe. Ok mấy cái này dễ như bỡ luôn tụi. Ok thì đây nói chung là kết thúc video rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video, nếu mà có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua.